nguyện trở thành Di Lặc, mang tình yêu thương rộng lớn đến tất cả muôn loài, giúp cho chúng sanh thoát khỏi si mê, thoát khỏi đọa địa ngục, thoát khỏi khổ đau trong các cảnh giới khổ. Quay cái cảnh này cho bà đó. Cảnh này cho bà ha. Đây nè, bà đi lên là con quay ở đó nè. Dạ.